Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay tiếp tục cái nhà của em Thúy để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai tàng đó quý vị. Tàng đẹp không đây ha? Tàng đẹp đẹp không nè. Tàng tròn tròn không nhưng quý vị. Đây, chào em. Dạ em xin chào anh Trứng, xin chào anh Tấn, chào quý cô chú quý anh chị trên toàn quốc ha. Hôm nay shop em có về 28 cây mai giả Thủ Đức. Mong quý cô chú quý anh chị nhấn chút thời gian xem hết clip và ủng hộ giùm em, xin cảm ơn ạ. Và hình thức của em là bao sóng bao ship trên toàn quốc ha. Em có 28 cây, anh chị nào mà lấy hết đó thì em để 11 triệu thôi ha. Rồi số điện thoại của em là 0384585629, cũng là số Zalo của em luôn ha. Rồi sau đây em xin báo giá chi tiết cây số 1 đầu lai luôn. Rồi hai nếu quý vị lấy 28 cây thì giá là 11 triệu. Dạ. Bao ship sao em? Dạ em bao ship toàn quốc luôn ạ. Toàn quốc luôn. Dạ. Còn quý vị không có nhảy chốt nguyên cái clip á thì chốt lẻ thì giá nó khác nha quý vị. Rồi, giá lẻ từng cây đây. Dạ. Đây mã số 1 luôn ha em. Dạ dạ mã số 1. Rồi mã số 1 thì em này mình ước lượng cao khoảng tầm 1m4, còn tán ngang chắc khoảng tầm 80 đi ha. Rồi, cái hoành. Rồi, cái hoành là 18. 18 hoành. Hoành 18 nha quý vị. Và quý vị ngắm nghía xương cành luôn. Xương cành này ha, cũng đều nè. Để thì cũng có nở nở gốc ha. Đó. Rồi, giao luôn bao nhiêu đây em? Rồi, cây số 1 giao luôn 550 ạ. À. Rồi, 550 quý vị. Rồi, xuống cây. 550 mà bao ship luôn rồi nha quý vị. Cây số 2. Em này cao khoảng tầm là 1m5, tán ngang khoảng tầm khoảng mét nha quý vị. Rồi cái hoành luôn em. Rồi cái hoành là 19. Rồi 19 hoành. Rồi xương cành luôn. Nay giới thiệu 28 cây thôi. Đó. Quý vị có chốt luôn 28 cây này giá 11 triệu mà bao ship cho quý vị toàn quốc luôn. Còn báo giá lẻ thì đang tiến hành đây quý vị. Rồi, giao lưu như đây. Rồi, cây số 2 em giao lưu 600 ngàn ạ. Rồi, 600. Rồi, xuống cây. Mình có chia thử là 11 triệu 28 cây giá bình quân nó là nhiêu cây không em? Dạ tầm 300 mấy 400 mà anh ơi. À cũng rẻ ha. Còn dạ. Quý vị mua lẻ thì giá cao hơn xíu. Rồi này mã số 3. Này cao khoảng tầm 1m5 ha. Rồi tán ngang thì khoảng tầm 80 nha quý vị. Xương ngang đẹp ha. Rồi mình cho cái hoành em nói luôn. Rồi cái hoành là 20 ạ. Rồi hoành 20. Cái gì ngắm nghía kỹ ha. Cái này xương ngang đẹp anh. Nách cũng bung bung bể bể. Có cái dấu hiệu ha. Bung bể bể nè. Để cũng có nè ha. Rồi. Rồi giao luôn như đây em. Rồi cây số 3, số 3 em giao luôn 650 ạ. Rồi 650 ha. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục luôn. Mã số 4 ha. Rồi mã số 4 thì em này cao lấy 1m4 nha quý vị. Tán ngang chắc khoảng tầm 80 ha. Rồi mình vô cái hoành em nói luôn. Rồi cái hoành là 19 luôn. Rồi 19 hoành. Rồi xương cành luôn. Rồi giao lưu như đêm. Rồi cái này em giao lưu 550 à. Rồi 550. Rồi xuống cây. Nếu quý vị có chốt 28 cây thì giá rất yêu thương ha. 28 cây 11 triệu, tính ra chỉ có vài trăm ngàn thôi mà bao ship toàn quốc luôn. Bao ship giá lẻ thì nó cao hơn xíu đây. Mã số 5 cao khoảng tầm 1m5, tán ngang khoảng tầm 1m. Rồi cái hoành em nó khoảng nhiêu đây em? Mười mấy đây. Dạ cái hoành là 17 ạ. Rồi 17 hoành. Rồi xương cành luôn. Rồi, để luôn. Rồi, giao luôn như đây. Rồi, cái này em giao luôn 550 thôi. Rồi, 550. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Mã số 6. Mã số 6. Rồi, mã số 6 thì em này cao
khoảng 1m4 nhưng quý vị, còn tán ngang thì khoảng tầm 90 ha. Rồi mình cho cái hoành em nói luôn. Rồi cái hoành là 17,5 ạ. Rồi 17,5 hoành. Xương cành cũng đều ha. Rồi giao luôn như đây em. Rồi cây số 6 em giao luôn 550 ạ. Rồi 550 quý vị. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục luôn. Cây số 7. Rồi mã số 7. Mã số 7 thì em này cao tầm 1,5 m. Tán ngang khoảng tầm 80 nha quý vị. Rồi mình cho cái hoành luôn. Rồi cái hoành là 19. Rồi 19 hoành. Rồi xương cành luôn. Cũng đều. Có cụ đế luôn. Rồi cho luôn. Rồi cái này em giao luôn 550 luôn anh em. Rồi 550. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục luôn. Mã số. Đấy rồi em. Số 8 anh. Rồi số 8. Số 8 thì em này cao tầm khoảng 1m4. Tán ngang em này khoảng 70 nhưng quý vị. Rồi cái hoành em nó. Rồi cái hoành 16. 16 hoành. Rồi xuống cành luôn. Rồi giao luôn như đem. Rồi cái này em giao luôn là 500 ạ. Rồi 500. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 9. Em dán siêu siêu. Này cao chắc khoảng tầm hơn 1m ha. Tán ngang khoảng 70 nhưng quý vị. Dán siêu. Rồi cái hoành luôn. Rồi cái hoành là 16 ạ. 16 hoành. Đây đọc chủ đây. Đọt cái ha, tay cành cũng quá sát tay cành ha. Đây này có cái củ ha, củ đế. Rồi, giao luôn như đây. Rồi, cái này em giao luôn 500 luôn ạ. 500. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 10. Cái số 10. Rồi, số 10 em này cao tầm khoảng là 1m4. Rồi, tán ngang khoảng 80. Rồi cái hoành là 17,5 ạ. 17,5 hoành. Rồi xương cành thì ngắm nghe kỹ ha. Đó. Để luôn. Rồi giao luôn như đây. Rồi cây số 10 giao luôn 550 ạ. Rồi 550. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục số 11. Cây số luôn. 11. Rồi em này cao tầm khoảng là 1m4 luôn quý vị. À, tán ngang chắc khoảng tầm 80 ha. Rồi cho cái hoành em nói luôn. Rồi cái hoành là 19,5. 19,5 hoành. Chủ đây ha. Xương cành nè. Đây có cái hoa nở nè. Nó cũng 7 cánh ha. Về chừng nấu gì mà châm. À, tốt hơn, bông bự hơn, cánh nhiều hơn ha. Thì dảo Thủ Đức, dảo hạt thì nó cánh sẽ dao động như cái gì. Trồng càng sâu thì bông càng bự, cánh càng nhiều ha. Rồi để cũng cứ diện ha, giao luôn nha em. Rồi cây số 11 em giao luôn 550 ạ. 550 ha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục luôn. Số 12. Em này cao lấy 1m4 luôn quý vị. À, tán ngang cũng khoảng 8 đến 90 ha. Rồi cái hoành. Rồi cái hoành là 17,5. 17,5 hoành. Rồi xương cành luôn quý vị. À, xương cũng đều nè. Dáng thì nó hơi siêu siêu xíu ha. Này có cái cụ đế ha. Rồi sẽ xây cái củ đế luôn để chòm ở trước nè. Đó, viên viên đế. Rồi giao luôn như đây. Rồi cái này em giao luôn là 550 ạ. Rồi 550. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục là mã số 13. 13 đây quý vị.
Đó, em này trắng ngang khoảng 1m ha, cao lấy 1m4 luôn nha quý vị. Rồi cái hoành, rồi cái hoành là 19. 19 hoành. Rồi xương cành luôn, xương này phân bố đều, xương to. Rồi có cái củ có đế luôn, củ tròn tròn ha, đế cũng giáp vòng nè. Rồi giá luôn nhiêu em? Rồi cái này em giá luôn 550 luôn anh. 550. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo quý vị, mã số 14. Rồi mã số 14 thì em này cao tầm lấy 1m4 luôn nha quý vị. Rồi tán ngang lấy 1m ha. Rồi vô cái hoành luôn. Rồi cái hoành là 16,5. 16,5 hoành. Đó. Xương cành em này cũng xương ngang. Đế cũng xè nè quý vị. Xè đều từ đây ha. Rồi giá luôn nhiêu đây? Rồi cái này em giá luôn 550 anh. Rồi 550. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục luôn. Mã số 15 luôn quý vị. Em tăng tròn tròn rồi ha. Này cao thì chắc khoảng 1m1 ha. Tán ngang khoảng 80 nha quý vị. Rồi cái hoành là 19. Rồi 19 hoành. Rồi cũng đều ha. Đế luôn. À, đế có luôn ha, cũng tứ diện ha. Rồi giao luôn như em. Rồi cái này em giao luôn 550 luôn. 550. Rồi xuống cây. Rồi mã số 16 quý vị. Số 16 thì em này cao khoảng là 1,5 m ha. Tán ngang khoảng 7-80. Rồi cái hoành là 16 luôn. 16 hoành. Tay cành cũng đều luôn. Để chắc nó nằm ở giữa giữa bầu rồi. Rồi giao luôn nha em. Rồi cái này em giao luôn 500 hả? 500. Rồi xuống cây. Cây rồi. Số 17. 17. Cao lấy 1,5 m nha quý vị. À, tán ngang khoảng tầm 80 ha. Rồi cái hoành là 17 luôn ạ. Rồi 17 hoành. Tay cành cũng đều luôn. Để có cái củ ở dưới ha. Củ tròn tròn. Rồi giao luôn như em. Rồi là cái này em giao luôn 550 ạ. 550. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. 18 anh. Rồi 18. 18 thì em này cao tầm khoảng 1,5 m quý vị. Tán ngang em này chắc cũng khoảng 70 ha. Em này là xương ngang nè. Cái hoành. Cái hoành 16 anh. 16 hoành. Xương ngang quý vị. Này về cực khỏi kéo luôn ha, nó ngang sẵn nè. À, để dưới đây. Xây xây luôn, để bàn. Rồi giao luôn như em. Rồi cái này em giao luôn 400 thôi. 400. Rồi xuống cây. Mã số 10. Mã số 19. 9. Rồi mã số 19 em này cao 1m4. Tán ngang khoảng 80. Rồi cái hoành là 17,5. 17,5 hoành. Rồi xương cành luôn. Xương cành bự nè quý vị. Đều ha, xương bự bự, nhìn lực ha, lực cây ha. Rồi đế nè. Đây cũng có luôn. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Rồi, cái này em giao luôn 600 ạ. 600. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 20. Rồi, mã số 20 cao khoảng tầm 1m4. Tán ngang cũng khoảng 80 luôn quý vị. Rồi, cái hoành nó luôn ha. Hoành đo ở dưới. Đã nhiều. À, cái hoành là 21 ạ. 21. 21 hoành. Tay cành. Cũng đều luôn. Tóc thân thấp luôn. Hoành 21.
đế có cái cụ đế nè, giáp dòng này ha. Rồi giao lưu như đây em. Rồi cái này em giao lưu 550 thôi. 550 rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. 21. Mã số 21. Rồi em này cao khoảng 1,5 m, tán ngang khoảng 80. Rồi vô cái hoành luôn. Rồi cái hoành là 20 à. Rồi 20 hoành. Rồi đọc chủ của gì ngắm nghía kỹ ha. Đó là có cái bông nè, bông trổ cũng mặt bông cũng đẹp đó nè. Đó, bông cánh bầu ha, đẹp ha, khích ha. Quý vị nghía kỹ cái cụm này nha quý vị. Cụm thầy cành này nó có cái dấu hiệu gì đây? Nứt nứt lên, muốn lên xù nức, hết nức, này. Nứt nứt bung bung bể bể hết trơn nè. Rồi cái này giao lưu như đây em. Dạ cây số 21 giao lưu 600.000 ạ. Rồi 600 nha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi số 22. Này cao chắc khoảng 1,1 m ha, tán ngang chắc khoảng 7-80 gì quý vị, nằm khoảng đó ha. Rồi hoành là 16,5 ạ. 16,5 hoành, tàn tròn, xương ngang. Đế cũng có đây. Rồi giao lưu như đây em. Rồi cây số 22 giao lưu 450 ạ. 450, rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. Mã số 23. Rồi chắc cái chim mến đây lên ha, cho nó đứng cây lên cái bên quý vị. Đó, đứng cây ha, tàn tròn ha. Rồi em này cao cao mét ngang mét đi cho nó tròn, tính cho nó tròn luôn. Rồi hoành là 18,5. 18,5 đây, tàn tròn do luôn ha. Xương cành bự bự luôn ha. Thấp thân thấp nè, đế có cũ luôn nè. Đó vậy. Rồi, giao lưu như đêm. À, cái này em giao lưu 600 ạ. 600 được cái mày đẹp luôn ha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. 24. Rồi, mã số 24 này cao tầm khoảng 1,5 m, tán ngang khoảng tầm 80 nha quý vị. Hoành này chắc 20 ăn lên. Nó cũng bự nè. Dạ, hoành 22 ạ. 22 hoành. Đây, xương cũng đều ha quý vị nè. Khích khích nè ha. Cái hoành ở dưới này. 22 hoành nè. Để có luôn tứ diện ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Rồi, cái này em giao lưu 600.000 ạ. Rồi, 600. Số 24, 600.000. Xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 25. Rồi, em này cao tầm khoảng là 1,3 m. Tán ngang khoảng 90 nha quý vị. Rồi, cái hoành luôn. Rồi, cái hoành là 18 ạ. 18 hoành. Xương ngang. Đều đây. Để ha. Rồi, giao lưu như em. Rồi, cây số 25 em giao lưu 550 ạ. Rồi, 550. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 26. Anh này cao lấy 1,35 m. Tán ngang khoảng 7-80 nha quý vị. Rồi, cái hoành là 17 ạ. 17 hoành. Rồi, xương cành luôn. À, em này những cái cụ đế ha. À, đế cộng bự bự mà phân bố cũng đều cái bầu luôn nè. Rồi, giao lưu như đây em. Rồi, cái 26 em giao lưu 500 ạ. 500. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Lên 27 luôn. Đây, mã số 27 này cao khoảng tầm là 1,5 m nha quý vị. Tán ngang em này chắc khoảng 90 ngang ha. Rồi, mình vô cái hoành luôn. Rồi cái hoành là 19,5 m. Rồi 19,5 m hoành.
xương cành luôn. Xuống đế luôn. Rồi, xây xây đế luôn. Rồi, giao lưu như đêm. Rồi, cây số 27 em giao lưu là 550 ạ. 550. Rồi, xuống cây. Rồi, cây cuối clip luôn, 28. Rồi, em này cao tầm 1m3. Tán ngang cũng khoảng 7-80 luôn nha quý vị. À, đợt này thì về cái thông tàn thì cũng cỡ đó ha. Dạ, hoành là 18,5 ạ. Rồi, 18,5 hoành. Rồi, giao lưu như đêm. Là cây số 28 giao lưu 550 ạ. Rồi, 550 ha. Rồi, cuối clip có vài lời gì muốn nói với quý vị nữa không? Dạ, cuối clip em xin kính chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe. Và mong quý cô chú anh chị nhanh chút thời gian xem hết clip và ủng hộ giùm em. Xin cảm ơn ạ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại dạ, quý vị. Chào tạm biệt.